Xin chào các bạn, trong chủ đề ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ về chiếc Audi e-tron GT, một mẫu xe điện thể thao. Và đây là một trong những cái lựa chọn rất là mới tại thị trường Việt Nam mà khi các bạn nghĩ đến một cái chiếc xe điện nhưng mà nó lại là hiệu năng cao, nhưng mà nó lại thể thao. Và đối với Audi thì không chỉ có thể thao hay là không chỉ có hiệu năng cao mà nó còn là vẻ đẹp và công nghệ. Đây là một cái chiếc xe ngập tràn những công nghệ, nhưng cái mức giá khởi điểm chỉ đâu đó khoảng 5,2 tỷ đồng cho phiên bản tiêu chuẩn. Ở trong clip này thì mình sẽ chia sẻ rất là nhanh với các bạn về chiếc Audi e-tron GT. Và để các bạn có thể dễ hiểu hơn về cái mẫu xe này thì mình có thể nói rằng nó là một người anh em song sinh với chiếc Porsche Taycan. Lý do tại sao lại là anh em song sinh, không phải chung tập đoàn Volkswagen, mà là vì Porsche Taycan và Audi e-tron GT xây dựng trên chung một nền tảng, chung một cái platform. Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ có khung sườn giống nhau, có hệ thống điện 800V giống nhau, có hai động cơ điện trước sau cũng giống nhau, và đặc biệt là ngay cả hộp số 2 cấp cũng tương tự như nhau. Và trên thế giới xe điện thì chỉ có Porsche và Audi là hai chiếc xe sử dụng hộp số 2 cấp dành cho những cái chiếc xe điện. Còn tất cả những cái chiếc xe khác thì gần như là không có hộp số, hoặc chúng ta có thể gọi nó chỉ có hộp số 1 cấp mà thôi. Tất nhiên nó sẽ có những cái sự khác biệt hay là những cái tinh chỉnh đặc biệt của hai thương hiệu này. Nhưng về những cái cấu trúc, về động cơ, về pin, về hộp số, về khung sườn là nó hoàn toàn giống nhau. Bây giờ thì mình sẽ mời các bạn xem thử cái vẻ đẹp khi mà nó được xây dựng ở trên cái thương hiệu Audi, một thương hiệu vốn đã thu hút chúng ta từ nam đến nữ, từ già đến trẻ về những cái nét thiết kế ở bên ngoài rất là cuốn hút. Tất nhiên rồi, đầu tiên nhất là mình sẽ chia sẻ về cái bộ đèn. Như ở trên cái mẫu e-tron GT này sẽ trang bị công nghệ đèn laser light, một công nghệ có thể lạ mà quen mà lạ chúng ta có thể bắt gặp ở một cái mẫu xe nào đó khác. Và Audi thì chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ bị thất vọng về cái sự nổi bật trong những cái cách thiết kế hay là cách tạo hình của những cái bộ đèn, đặc biệt là hệ thống đèn daylight luôn có một cái họa tiết rất là đặc biệt và rất là nổi. Chúng ta sẽ rất khó để có thể bị nhầm lẫn giữa cái chiếc xe Audi và với một cái chiếc xe nào đó khác ở bên ngoài. Về thông số thì cái bộ đèn này nó cho phép khả năng chiếu sáng xa đến 700m. Và tất nhiên rồi, mình cũng chưa được trải nghiệm thực tế ở trên cái mẫu xe này, thì mình sẽ hẹn nếu như có dịp mình sẽ chia sẻ chi tiết với các bạn hơn. Với cái mức giá là 5,2 tỷ đồng, ở đây không phải là giá công bố mà mình hỏi được thôi, mình hỏi được. Cái mức giá cho cái phiên bản tiêu chuẩn thì chúng ta đã có rất là nhiều những cái trang bị rồi. Nó không phải là một cái phiên bản base, không phải là một cái phiên bản tiêu chuẩn nhất đâu. Nó đã được cấu hình rất là nhiều những trang bị, ví dụ như hệ thống đèn mình vừa chia sẻ xong. Thứ hai nữa, chúng ta sẽ có những cái hệ thống an toàn chủ động được trang bị kèm theo cái phiên bản này, và đặc biệt là có thêm cả tính năng Night Vision nữa, cái tính năng có thể nhìn được xuyên ban đêm và chúng ta có thể cảnh báo được những người đi bộ, vật hay là cái gì đó ở trong màn đêm mà mắt chúng ta không thể nhìn thấy được. Cơ bản về những cái option thì không có gì để nói rồi. Và mình sẽ quay trở lại với cái phần thiết kế, thì mình muốn chia sẻ với các bạn cái phần nắp capo ở đây. Mặc dù là ở bên dưới nó không có cái phần động cơ V6, V8 gì đó, tuy nhiên chúng ta vẫn có một cái bề dài, phần nắp capo rất là lớn. Nó to bản bề ngang đó là vì chúng ta sẽ có cái phần bánh xe nó to rộng về hai bên, bởi vì đây là một cái mẫu xe thể thao nên cái điều đó khá là dễ hiểu. Và cái phần nắp capo này tuy nó không giống với cái mẫu Audi R8, tuy nhiên khi mà mình nhìn nó hai ngày hôm nay rồi, mình sẽ luôn luôn nghĩ đến cái thiết kế của Audi R8, tại vì nó có những cái DNA rất là giống với nhau. Đặc biệt đó chính là cái phần mà nó nới rộng sang cái phần bánh ở đây, từ nắp capo ra phần bánh. Và những cái nét thiết kế của Audi thì theo như mình thấy nó vẫn là một cái DNA xuyên suốt rất là nhiều mẫu xe, bao gồm cả e-tron GT nữa. Chúng ta sẽ có những cái đường cong mềm mại kết hợp với những cái đường gân dập rất là vuông thành sắc cạnh, có thể nói là rất là cứng chắc. Và tất nhiên rồi, bên dưới nắp capo sẽ là một cái phần cốp, tại vì đây là một cái chiếc xe không có động cơ ở đây. Tuy nhiên, chính xác thì nó vẫn có động cơ điện ở phần chuyển động phía trước, và chúng ta sẽ có một cái phần cốp không lớn. Và đây sẽ là một cái bộ sạc, thì đây là cái bộ sạc mobile, tức là bộ sạc di động chúng ta có thể mang đi được. E-tron có báo phần trăm sạc ở nhà, ABC các thứ. Ở đằng sau thì sẽ có
thông số ở đây mình thấy ghi là 11 kW. Cục mobile này chỉ là mang yếu tố bổ sung thêm một chút nào thôi. Còn nếu như mà chúng ta sử dụng thường xuyên lâu dài thì chúng ta phải vui chạc, tức là cục sạc ở tường vẫn là sạc ở nhà nhưng mà nó là sạc tường. Công suất tối đa nó có thể lên đến là 19.5 hoặc là 22 kWh thôi. Cục đó chỉ cần khoảng hơn 3 tiếng là nó sẽ đầy. Cục đó rất là ngon. Tất nhiên về thiết kế thì sẽ chẳng có nét nào là giống với chiếc Porsche Taycan được. Và đây hoàn toàn là một cái nét thiết kế rất là đẹp của Audi. Chúng ta sẽ nhìn thấy ở bên hông với những cái vòm bánh xe rất là cơ bắp. Có thể nói một cái chiếc xe điện, tuy nó cho cái vẻ mềm mại nhưng mà nó lại cho cái vẻ thể thao. Đây là hai cái yếu tố mà mình rất là đấu tranh khi mà mình nhìn hoặc là mình cảm nhận về những cái mẫu xe Audi. Nó có một cái nét gì đó nó khá là đặc biệt khi mà nó trung hòa được cả hai cái yếu tố, vừa mềm mại trung tính mà nó lại vừa thể hiện được cái tính chất thể thao. Trang bị ở đây chúng ta sẽ có cấu hình hệ thống treo là tay đòn kép với hệ thống treo adaptive. Chúng ta cũng có thể chủ động điều chỉnh độ cao thấp cũng như là độ cứng mềm. Và bánh mâm ở đây thì sẽ có trang bị là 20 inch lốp tiêu chuẩn Cinturato B7 Pirelli. Đây là một cái bộ lốp mà theo như mình thấy thì nó cũng không thiên về hiệu năng đâu, nó thiên về trải nghiệm vận hành thông thường thôi. Và bánh mâm thì sẽ được trang bị thêm những cái cánh bằng nhựa. Cánh bằng nhựa này là để tăng cái tính khí động học của chiếc xe. Và khí động học của cái mẫu xe này nó đạt 0.24 CD. Đây là một con số có thể nói là rất là ấn tượng, rất là cao trong thế giới những cái chiếc xe sedan, những chiếc xe gia đình hay là những chiếc xe thể thao gia đình. Bên trong thì sẽ có cùng phanh cỡ lớn, có thể nói là rất là lớn rồi, 6 piston cho phía trước. Những cái trang bị này thì mình nghĩ rằng nó đã rất là tốt dành cho một cái mẫu xe rất là nhiều sức mạnh giống như là e-tron GT. Ở đây chúng ta sẽ có một cái cổng sạc. Ở cổng sạc này thì phía bên trái chúng ta sẽ có bộ sạc tiêu chuẩn tương thích với bộ sạc CCS2 tiêu chuẩn. Còn ở phía bên tay phải bên kia, bên phải của chiếc xe thì nó sẽ hỗ trợ Supercharge nữa. Về thông số kỹ thuật quãng đường đi của cái mẫu xe này thì theo như thông số chúng ta có thể di chuyển được hơn 400 km trên một lần sạc. Và nếu như mà anh em mua cái mẫu xe này thì Audi sẽ đến nhà anh em khảo sát để lắp cho chúng ta một cái bộ gọi là Wallchart. Và cái Wallchart này nó có công suất, nếu như mình nhớ không lầm thì là 19.5 kW và nó sử dụng điện 3 pha. Và với cái bộ sạc đó, anh em sạc đầy pin cho cái chiếc xe này cũng chỉ mất khoảng 4 tiếng đồng hồ mà thôi. Và đây sẽ là một trong những cái bộ sạc rất là giá trị, rất là cốt lõi mà những anh em đi xe điện nên quan tâm. Và chúng ta có thể sử dụng nó mà quên đi những cái trạm sạc chỉ cần kíp khi nào đó chúng ta vô tình mà cần ở ngoài đường thì vô cắm 30 phút hoặc là 20 phút hoặc là 10 phút thôi. Tại vì với cái mẫu xe này 10 phút hoặc 5 phút cắm sạc gì đó nó đã hơn 100 cây cho chúng ta di chuyển rồi, nên chúng ta cũng không cần ngại về cái vấn đề sạc pin lắm. Và những anh em sử dụng cái mẫu xe này thì mình nghĩ rằng nó không phải là một cái chiếc xe đi cày hàng ngày rồi. Quay trở lại thiết kế của Audi, và khi mà nhắc đến những cái mẫu xe thể thao của Audi thì mình sẽ liên tưởng ngay đến những cái chiếc Sportback, những chiếc RS hiệu năng cao. Và đối với e-tron GT ở đây sẽ có mang một cái thiết kế, đó là cái phần mái cong, mái vòm nó vuốt rất là thuôn về đến tận phần đuôi xe. Đây là một trong những cái thiết kế mà mình cực kỳ yêu thích tại vì nó quá đẹp, rất là đẹp luôn. Và đối với cái mẫu xe này, giống như ở phía đằng trước, cái bánh ở đằng sau nó cũng nới rộng sang hai bên để đảm bảo cái đặc tính vận hành thể thao cho chiếc xe. Chính vì thế chúng ta sẽ có những cái đường tạo hình như một cái chiếc xe thân rộng, và thực sự là thân rộng thật, và nó mang một cái thiết kế wide body. Khi mà hai yếu tố kết hợp lại, vừa có một cái chiếc xe thân rộng này, vừa có một cái mái vòm thể thao, và mình xin phép gọi nó là cái mái giống như những chiếc xe Sportback của Audi, thì nó cho chúng ta một cái nét gì đó rất là đẹp, thể thao. Và tiếp tục nó thể hiện được những cái đường nét vừa mềm mại nhưng mà lại vừa thể thao, cứng chắc cơ bắp. Một cái thiết kế rất là lạ, và thật sự là mình cũng rất là thích những cái thiết kế này của Audi. Đi về phía sau một chút xíu thì các bạn có thể đang nhìn thấy cái phần cánh gió đã được mở sẵn lên. Thì đây là một cái cơ chế đóng mở bằng điện của cái mẫu xe này. Và khi mà chúng ta có thể xếp nó thấp xuống hoặc là chạy với tốc độ thấp thì nó sẽ hoàn thiện hơn cái nét thiết kế. Còn khi mà chúng ta chạy tốc độ cao hay là chúng ta cần một cái sự ổn định thì chúng ta sẽ mở cái cánh gió lên. Tất nhiên là mình nghĩ rằng cái tốc độ chúng ta di chuyển thì cũng ít khi mà đạt đến cái vận tốc để cái cánh gió này phát huy tác dụng. Và có thể các bạn cũng đang nhìn thấy những cái phần rất là đẹp của cái mẫu e-tron GT, đó chính là cái bộ đèn ở phía sau. Và kể từ một cái thế hệ nào đó mà mình không nhớ chính xác lắm thì Audi đã sử dụng những cái bộ đèn nối liền với nhau như thế này và chia ra.
những cái phần ngắt nó giống như là cái đầu của cái mũi tên. Audi rất hay sử dụng những cái đường nét thiết kế nó như là một cái mũi tên vậy đó. Và thực sự là qua nhiều năm tháng nó trau chuốt thì nó lại càng ngày càng đẹp hơn, chứ nó lại không hề lỗi thời. Ở đây thì chúng ta sẽ có tên xe e-tron GT. Thì ở trên thế giới sẽ có hai phiên bản e-tron. Thứ nhất là RS e-tron GT, phiên bản hiệu năng cao. Và đây là phiên bản e-tron GT thông thường, cũng đã là thể thao rồi, chỉ là hiệu năng chưa có quá cao mà thôi. Và đối với phiên bản e-tron GT này thì sức mạnh của chiếc xe đã đạt đến ngưỡng là 530 mã lực và 640 Nm mô men xoắn. Và cái chiếc xe này nó có khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 trong vòng 4.1 giây. Và sắp tới đây Audi Việt Nam sẽ mang phiên bản RS, phiên bản hiệu năng cao nhất về Việt Nam, và lúc đó nếu như có cơ hội mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái chiếc xe đó sau. Ở đây chúng ta sẽ có một phần cốp điện với dung tích là 403 lít. Tuy nó có một cái thể tích có thể coi là lớn, tuy nhiên nó lại hơi bị hạn chế về cái về chiều cao. Đó là vì đánh đổi cái phần thiết kế rất là đẹp mà mình vừa chia sẻ với các bạn xong. Tuy nhiên chúng ta sẽ có một cái phần cốp khá là sâu. Một cái mẫu xe này thì mình nghĩ rằng chúng ta vẫn có thể đáp ứng được những cái nhu cầu di chuyển đa dụng. Chúng ta có thể đi trong phố, đi một cái gì đó nó nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên nó lại có một cái sức mạnh có thể nói là rất là bất ngờ. Mình nói là bất ngờ tại vì bất kể ai trèo lên cái mẫu xe này chạy cũng sẽ đều bất ngờ. Mình chưa chạy chiếc xe này, nhưng mình đã chạy chiếc xe anh em của nó là chiếc Porsche Taycan 4S. Nếu như các bạn quan tâm cái mẫu xe đó có thể lục lại cái clip của mình. Cảm ơn các bạn nếu như các bạn quay trở lại xem. Trước khi nói nhiều hơn về nội thất thì mình muốn chia sẻ nhanh qua. Đây là một trong những cái phiên bản cao cấp hơn cái phiên bản tiêu chuẩn. Chính vì vậy chúng ta sẽ có được trang bị những cái phần da nắp 3 màu đỏ đây. Hoàn thiện thì da nắp 3 rất là tuyệt vời rồi, không có gì để chê. Và phần bên trên đây thì có một phần giống như là da lộn, nhưng mà thực tế nó là Dynamica, một cái vật liệu mới giống như là da Alcantara gì đó. Theo như mình được biết thì các nhà sản xuất xe hơi nước Đức họ chuyển sang Dynamica vì muốn bảo vệ môi trường, liên quan đến cái yếu tố bảo vệ môi trường. Thực chất thì nó là microfiber tổng hợp thôi, nói vậy cho nó thân thiện hơn. Và đồng thời cũng được trang bị hệ thống âm thanh B&O rất là cao cấp. Đi vào bên trong một chút xíu thì các bạn có thể thấy rằng mình đang ngồi ở cái hàng ghế thứ hai, một cái phiên bản 4 cửa, xe thể thao 4 cửa, và tất nhiên rồi nó có thể chở được 5 người, nhưng mà 4 người sẽ là lý tưởng nhất. Thì mình sẽ có một cái yếu tố để mình muốn khen. Thứ nhất đó chính là cái kết cấu mà Audi họ làm. Thứ nhất đó chính là bộ pin. Bộ pin các bạn cũng đã biết là xe điện pin sẽ đặt ở dưới sàn. Tuy nhiên với Audi hay là với Porsche, họ đã thiết kế bộ pin với những cái hình móc mô hay là những cái điểm khuyết khác nhau để làm sao nó khuyết đúng cái chỗ mà chúng ta để chân như thế này, để chúng ta có cái tư thế ngồi thoải mái, và sẽ lấp đầy tất cả những cái ô trống làm sao để tăng được cái dung lượng pin lên nhiều nhất có thể. Chính vì vậy chúng ta sẽ có một cái phần chỗ ngồi cao lên hẳn như thế này đây, và ngay cái phần ghế cũng mỏng thôi, không có dày, tại vì ngay bên dưới nó là pin rồi. Và chính vì vậy chúng ta sẽ có một cái tư thế để chân khá là thoải mái. Nếu như là một người cao 1m7 thì mình nghĩ rằng cái không gian này vẫn rất là ok. Đồng thời một cái điểm thứ hai nữa đó chính là do Audi thiết kế cái phần ghế ngồi đằng sau nó lõm về đằng sau một chút. Chính vì vậy khi mà chúng ta ngồi nó ôm gọn lấy cái người mình luôn, vừa là một cái phong cách thiết kế ghế thể thao, vừa tăng thêm cái không gian cho người ngồi bên trong. Tuy nhiên thực tế thì nó cũng sẽ bị hơi đứng một chút xíu. Về thiết kế ghế ngồi thì quá là đẹp rồi. Có lẽ là mình cũng sẽ không dành nhiều thời gian hay là nhiều lời khen ngợi nữa. Một cái mẫu xe thể thao với những cái đường nét thiết kế rất là góc cạnh. Tuy nhiên nếu như mà ai thích sự giản dị thì có lẽ là họ sẽ cũng không thích những cái góc cạnh này lắm. Tuy nhiên những người tìm kiếm những cái chiếc xe thể thao thì mình nghĩ rằng họ sẽ thích cái thiết kế này. Và tương tự như một cái mẫu xe sang khác, khởi động chúng ta vẫn sẽ cần phải đạp phanh, nhấn nút khởi động. Nhưng sự khác biệt đó là tiếng yên tĩnh. Chúng ta sẽ không nghe thấy bất kỳ một cái âm thanh nào hết cho đến khi mà chiếc xe lăn bánh. Tại vì sao? Tại vì sao mình nói lăn bánh? Lăn bánh đó là vì Audi họ đã trang bị hệ thống âm thanh giả lập. Và cái tiếng âm thanh giả lập này thì rất khó để mô tả nó. Mình thú thực với các bạn là rất khó để mô tả. Mình đã từng gặp khó khăn khi mà mô tả âm thanh ở trên chiếc Porsche Taycan. Và chiếc xe này thì nó cũng tương tự như vậy. Tuy nhiên tiếp tục quay trở lại thì chiếc xe hiện tại ấy, nó đã đang ở trong cái chế độ sẵn sàng khởi động rồi. Và trên màn hình nó hiện chữ Ready. Và nếu như mà khi mà chúng ta khởi hành chúng ta sẽ sang số. Ví dụ mình sang số D. Đó, nó giống như là một cái tiếng khởi động vậy đó. Và hiện tại âm thanh ở đây thì nó là những cái tiếng hù 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 u u u.
Nó giống như là một cái tiếng động cơ phản lực chuẩn bị khởi hành vậy á. Còn cái tiếng âm thanh ban đầu thì chỉ là chiếc xe mở phanh tay thôi. Đó, không biết các bạn có nghe được cái âm thanh u hiện tại không? Mình sẽ yên lặng để các bạn nghe nha. Đó, khi mà mình về P á, thì cái tiếng u đó nó mất đi. Và đó là cái âm thanh giả lập. Và tất nhiên khi mà vận hành thì cái âm thanh nó sẽ cường độ khác nữa. Và quay trở lại với phần thiết kế ở khoang nội thất, điều đầu tiên mình muốn chia sẻ với các bạn về cái mẫu Audi e-tron GT này đó chính là nó mang cái ngôn ngữ thiết kế khá là đặc trưng của Audi, đặc trưng ở trên những cái mẫu xe thể thao. Đó chính là những cái đường nét thiết kế rất là gãy gọn, rất là góc cạnh và rất là nhiều ngóc ngách. Cái ngôn ngữ thiết kế này mình nghĩ rằng đánh vào phần lớn những người cầm lái đam mê cái tính thể thao và đam mê những cái sự góc cạnh. Các bạn có thể nhìn thấy ngay từ bên phải qua bên trái chúng ta sẽ có một cái đường viền vát như thế này. Trải dài sang bên đây chúng ta sẽ cũng có một ngóc ngách, góc cạnh và ngay cả phía bên tay trái đây nữa. Thậm chí là ngay cả cái khu vực điều khiển đây nữa. Nhưng có một cái thứ rất là cốt lõi của Audi. Đó chính là khi một cái chiếc xe hiệu năng hay là một cái chiếc xe thể thao thì Audi sẽ tập trung đúng vào cái mục tiêu đó chính là thể thao hay là về hiệu năng. Điển hình như các bạn sẽ nhìn thấy chúng ta sẽ chỉ có một cái màn hình giải trí nằm ngay vị trí trung tâm ở đây thôi. Kích thước cũng vừa phải, không quá lớn. Đồng thời những cái hệ thống điều khiển khác ngay phía bên dưới đây chúng ta cũng sẽ không có những cái màn hình giống như là ở trên A6, giống như là ở trên A7, A8 hay là một vài những cái mẫu xe khác nữa. Mà nó rất là thuần túy, chúng ta sẽ có nút bấm cơ học này, màn hình điều khiển và màn hình thông tin người lái ở dạng điện tử toàn phần. Tất nhiên rồi, phải nói thêm một chút xíu về sự đơn giản nhưng mà hiện đại của Audi. Đơn giản mà hiện đại ở đây đó là gì? Tất cả những cái thông tin chúng ta sẽ có thể điều khiển hoặc là theo dõi ở trên màn hình này, bao gồm cả bản đồ. Đó. Và tất nhiên chúng ta lại còn có thể cá nhân hóa cái màn hình này theo cái cách mà chúng ta muốn nữa. Và những cái chi tiết mà mang tính chất hiện đại hơn, chúng ta có thể nhìn thấy ví dụ như là hệ thống chuyển số ở đây vẫn là một cái cần gạt, giống như là những cái chiếc xe trang bị hộp số điện tử. Và đặc biệt là khi mà các bạn chuyển sang phía bên tay trái để điều khiển đèn đi, ngay khi chúng ta chưa chạm tay vào hệ thống đèn thôi thì nó đã phát sáng để chúng ta biết cần phải nhấn vào đâu. Và khi mà nhấn vào đi chăng nữa thì nó sẽ rung lại một cái để nó phản hồi. Đây là những cái chi tiết đã có từ những cái thế hệ Audi trước. Tuy nhiên mình nhắc lại để các bạn có thể hình dung được những cái nét thiết kế tuy đơn giản thôi nhưng mà nó lại rất là hiện đại của Audi. Tiếp theo thì ngay trước mặt mình đây là một cái phần vô lăng với bọc da đục lỗ, kích thước nhỏ, vát đáy đê cắt, đặc trưng của Audi rồi. Tuy mình không thích cái vô lăng vát đáy này lắm nhưng mà ở trên chiếc e-tron này thì mình nghĩ rằng nó là một chi tiết cần thiết. Bởi vì chúng ta sẽ bị va chạm với đầu gối nếu như nó là một cái vô lăng tròn truyền thống. Khi mà nó vát đáy như thế này thì nó sẽ tăng thêm cái không gian thoải mái hơn một chút xíu. Những chiếc xe thể thao thì luôn tìm kiếm sự thoải mái và những chiếc xe gia đình đã thoải mái sẵn thì lại luôn tìm kiếm thể thao. Hai yếu tố rất là tranh cãi. Điều khiển trung tâm thì chúng ta cũng sẽ có rất là ít nút. Một cái nét thiết kế mới, đẹp và mình thích. Mình thích ít nút thôi, không thích nhiều nút lắm. Và ở đây sẽ có một cái phím tròn để chúng ta điều khiển âm lượng. Thật ra ở đây có những cái biểu tượng để chúng ta nhấn, nhưng khi mà thao tác nó thì chúng ta có thể xoay. Đó. Ví dụ như sang bài hát. Đó, cơ bản là như vậy. Chuyển đổi chế độ lái. Hơi đáng tiếc là cái nút này thiết kế không được nổi bật cho lắm. Ban đầu mình còn phải đi tìm. Giá như nó là một cái nút gạt gì đó ở đây thì mình nghĩ rằng nó sẽ hay hơn. Về cơ bản thì phiên bản này đã được trang bị nội thất cao cấp rồi. Tuy nhiên vẫn có rất là nhiều những cái chi tiết mà nó lại không đi theo gói. Ví dụ như ở đây chúng ta sẽ có những cái phần ốp màu đen bóng piano này. Bên trên đây cũng có một cái phần ốp màu đen bóng piano. Và có chữ e-tron. Chữ này phát sáng nha các bạn, phát sáng theo cái màu nội thất của chiếc xe. Ở đây là một phần ốp vân carbon, chứ mình nghĩ rằng nó không phải là carbon. Về cơ bản thì nó cũng khá đơn giản thôi. Một điểm cũng rất là ăn tiền khác ở Audi e-tron, ngoài việc có một cái mái cong đẹp ra thì bên trong chúng ta sẽ có một cái cửa sổ trời toàn cảnh panorama, nó không thể mở ra hết được. Tuy nhiên ở bên trong thì chúng ta sẽ có thể nhìn thấy trọn vẹn bầu trời phía bên trên. Một thông tin khác nữa mà mình muốn chia sẻ với các bạn thì Audi e-tron GT được cấu thành từ những cái vật liệu có thể tái chế hoặc là những cái vật liệu tái chế để đảm bảo cái yếu tố đó là bảo vệ môi trường. Đây là một trong những cái yếu tố mà những chiếc xe châu Âu họ đang theo đuổi nhiều năm nay và đặc biệt là đối với những chiếc xe điện. Và Audi e-tron cũng là một cái chiếc xe đặc biệt khi mà phía bên ngoài những cái chi tiết cấu thành của nó đều được làm bằng vật liệu nhôm, nhôm nhẹ, nhôm định hình.
Và cái khung sườn xe ngoài thép cường độ cao là gần như là tiêu chuẩn ra thì nó cũng còn sử dụng thép dập nóng để đảm bảo vừa có một cái chiếc xe nhẹ nhưng mà nó lại vừa có một cái khung sườn cứng chắc. Đó là những cái yếu tố đặc biệt. Và cái phần kính toàn cảnh được trang bị ở trên cái nóc đây thì có thể coi là một trong những cái yếu tố xa xỉ khi chiếc xe hướng đến cái sự bảo vệ môi trường này, khi mà hướng đến trọng lượng nhẹ này, nhưng mà họ lại trang bị cho nó một cái trần kính, thì đó sẽ là một cái chi tiết mà mình nói đến cái vấn đề xa xỉ ở đây. Đi đến phần kết thì mình đúc rút lại một số những cái giá trị khác của chiếc Audi e-tron hoặc là một cái chiếc xe điện nói chung. Điểm thứ nhất đó chính là những chiếc xe điện đều đặt cái phần pin ở dưới sàn xe, chính vì vậy nó có một cái phần trọng tâm rất là thấp. Nếu như là một cái mẫu xe thể thao nó có một cái hệ thống treo đủ tốt nữa thì đảm bảo rằng nó sẽ cho các bạn cảm giác vận hành rất là tuyệt vời. Và đặc biệt với một cái mẫu xe hiệu suất cao giống như là e-tron GT đây, chúng ta sẽ có một cái khả năng tăng tốc rất là tuyệt vời nữa. Thực tế thì mình chưa có chạy mẫu xe này và mình xin nhắc lại là mình đã trải nghiệm ở trên những cái chiếc xe điện khác thì nó có một cái cảm giác gần như là tương tự với nhau. Tương tự ở đây có nghĩa là ở cái chỗ khi mà các bạn tăng tốc á, chiếc xe nó sẽ không có ngắt quãng. Cảm giác khi mà bạn đạp lút chân ga thì người bạn bị dính vào chiếc ghế và nó sẽ không nhả bạn ra cho đến khi bạn buông chân ga. Điều này nó khác biệt hoàn toàn so với một cái mẫu xe động cơ đốt trong. Mặc dù chiếc xe động cơ đốt trong nó có thời gian tăng tốc tốt hơn đi chăng nữa thì nó cũng sẽ không có được cái cảm giác mà lưng của chúng ta luôn luôn bị dính vào ghế giống như là một cái mẫu xe điện. Và đặc biệt là với cái sức mạnh là 530 mã lực ở trên chiếc Audi e-tron này, mình chắc chắn rằng các bạn sẽ bị bất ngờ ngay khi mà tăng tốc. Đó là điểm thứ nhất. Và điểm thứ hai nữa đó chính là về Audi e-tron nói riêng là một cái mẫu xe chia sẻ nền tảng khung gầm với Porsche Taycan. Tuy nhiên Audi đã cho nó một cái vẻ đẹp, thật sự là đây là một cái mẫu xe rất là đẹp. Mình tin chắc rằng đặc biệt là nhóm các chị em nhìn là sẽ rất là say mê. Bản thân mình cũng sẽ rất bị cuốn hút với cái mẫu xe này. Tuy nhiên có một cái điểm nó hơi khắc nghiệt một chút xíu, đó chính là cái chiếc xe nó mang một cái nội thất hơi nặng nề về tính thể thao. Còn với cá nhân mình thì đây là một cái mẫu xe rất là tuyệt vời. Tuyệt vời hơn nữa đó chính là nó mang một cái hiệu năng và những cái công nghệ cao cấp nhất trong cái thế giới xe điện thể thao, nhưng nó lại có một cái mức giá rất là dễ chịu, 5,2 tỷ đồng cho một cái phiên bản tiêu chuẩn. Và đối với cái chiếc xe này, option nội thất cao cấp hơn, da ghế, ghế chỉnh điện đa hướng, nhiều hướng hơn thì cái mức giá nó có nhỉnh hơn một chút xíu. Nhưng nếu như mà so với cái người anh em song sinh Porsche Taycan, phải so với phiên bản 4S thì nó đã rẻ hơn luôn cả cái phiên bản tiêu chuẩn. Và những chiếc xe tiêu chuẩn của Porsche thì các bạn cũng biết rồi, chúng ta sẽ đắp thêm 1 tỷ rưỡi hoặc 1 tỷ 6 tiền option nữa, chứ nó không phải là như vậy nữa. Và trong clip này thì mình cũng muốn kết thúc nó ở đây và hy vọng rằng mình có thể mượn được cái chiếc xe này lăn bánh ở ngoài đường và chia sẻ nhiều hơn đến các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.